Xin chào các bạn, đón chào các bạn đến với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Nhật Quân. Thưa các bạn, trong cái bài nói chuyện lần trước thì tôi có nói đến NAION, thiếu máu thì thần kinh trước, không do viêm động mạch. Hôm nay chúng ta sẽ nói về AAION, thiếu máu thì thần kinh trước, do viêm động mạch. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta nói để cho nó hoàn chỉnh một cái bệnh lý. Và cái điều quan trọng là tuy là AAION ít gặp hơn NAION, nhưng cái tổn thương thị lực của nó là trầm trọng, và cái nguy cơ bị cái mắt thứ hai gây cho bệnh nhân là có thể mù hoàn toàn, nó xảy ra rất là nhanh, 1/3 trường hợp là chỉ trong vòng một tuần đầu mà thôi. Ngoài ra những bệnh nhân bị AAION thường là do cái GCA gây ra, GCA là cái viêm động mạch đại bào gây ra, thì đây là một cái bệnh lý có thể gây nhiều biến chứng toàn thân, nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. Do đó chúng ta bắt buộc phải nắm rõ các cái triệu chứng của cái thể bệnh lý thiếu máu thì thần kinh trước do viêm động mạch, mà cái này do GCA gây ra. Xin mời các bạn lắng nghe. Xin chào các bạn, nói chào các bạn trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề là viêm thị thần kinh trước do viêm động mạch AAION. Thì đương nhiên đây là một cái bài nói chuyện hợp lý sau khi chúng ta đã nói về cái thể không phải do viêm động mạch. Về cái thể viêm do viêm động mạch này thì nó do cái bệnh lý giant cell arteritis gây ra. Đấy chính là bệnh lý viêm động mạch đại bào. Thì người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà viêm động mạch đại bào mà chưa được điều trị đó, thì 30% đến 50% trường hợp sẽ bị cái thể AAION này. Và khi mà đã bị AAION này rồi thì 1/3 số mắt sẽ bị tổn thương mắt bên kia, tức là bị một mắt rồi thì trong vòng một tuần sau bị tổn thương mắt bên kia là đến 1/3 trường hợp, tức là nó rất là nhiều và cái diễn tiến nó bị cả hai mắt rất là nhanh. Vậy thì cái viêm mạch đại bào này là cái gì? Thì cái định nghĩa viêm mạch đại bào chính là viêm động mạch hoại tử dạng hạt, viêm động mạch hoại tử dạng hạt. Thì cái tổn thương chủ yếu của GCA, bệnh lý viêm mạch đại bào này, đấy chính là nó tổn thương vào cái hệ thống mạch máu có kích cỡ trung bình và lớn. Đặc biệt là nó nhắm vào cái hệ mạch chủ, các nhánh của cái động mạch chủ, cũng như là cái mạch máu thái dương nông. Chính vì nó nhắm vào được cái mạch máu thái dương nông này nên chúng ta có thể dễ dàng là chúng ta làm biopsy, tức là chúng ta làm sinh thiết để xác định chẩn đoán được cái bệnh lý viêm mạch đại bào này. Ngoài ra nó có thể tổn thương vào động mạch mắt, các cái mạch mi sau, và cũng như là các mạch máu của cột sống gần, các mạch máu đốt sống gần. Thì khi mà nó tổn thương vào các mạch máu mi sau này thì nó thể hiện bởi cái bệnh thiếu máu thần kinh thị trước, do cái cơ chế là cái thần kinh thị trước này nó được cấp máu bởi cái động mạch mi sau, mà điều này tôi đã nhắc đến ở trong cái bài nói chuyện về cái thể thiếu máu thị thần kinh trước không do viêm động mạch. Đây chính là hình ảnh giải phẫu bệnh của một cái mạch máu của một cái động mạch, mà cụ thể là động mạch thái dương nông, mà người ta làm cái sinh thiết ra. Thì chúng ta thấy là trong toàn bộ cái bề dày của cái mạch máu, đây là cái lớp cơ ở phía ngoài đây, toàn bộ cái bề dày của mạch máu này thì nó dày cui lên, nó dày rất là nhiều, và nó có dạng viêm hạt. Rồi cái lớp intimal là cái lớp phía trong của cái mạch máu nó cũng dày lên, và cái đặc trưng của nó là cái thành mạch máu nó bị thu hẹp lại. Thì đương nhiên là khi mà một cái mạch máu nó bị dày, toàn bộ cái bề dày nó lên và cái lòng mạch máu nó hẹp lại, thì đương nhiên nó sẽ dẫn tới hiện tượng gì, là giảm cái máu nuôi do cái mạch máu nó cung cấp, và nó có thể dẫn tới các cái cục máu đông hình thành bên trong cái lòng mạch này. Thì đây là cái hình ảnh của cái viêm động mạch thái dương nông ở bệnh nhân, và chúng ta thấy là nó nổi gồ lên, chúng ta sờ vào nó giống như là một cái sợi dây thừng ấy, nó gồ, nó có các cái nốt giống như gồ lên giống như sợi dây thừng, và nó không có mạch đập. Thì những trường hợp này khi các bạn khám, các bạn sờ một lần thôi là các bạn thích ngay, các bạn sẽ thấy nhận diện được nó ngay, tại vì nó rất là đặc trưng. Thế cái định nghĩa để chẩn đoán được cái viêm mạch đại bào này thì cái Hiệp hội về Thấp Hoa Kỳ năm 1990
đã định nghĩa cái tiêu chuẩn để chẩn đoán GCA, viêm mạch đại tràng như sau. Thứ nhất là cái tuổi khởi phát là từ 50 tuổi trở lên mới có cái đau đầu, và cái động mạch thái dương này nó cứng và không thấy mạch đập hoặc là giảm cái mạch đập. Tức là chúng ta sờ vào cái động mạch thái dương chúng ta thấy gồ ghề cứng lên, không có mạch đập. Rồi cái tốc độ lọc máu ESA là 50 mm/giờ, ít nhất là như vậy. Rồi phải làm cái biopsy. Biopsy thì cho thấy là viêm mạch, và nó đa số là cái thấm nhập của cái đơn bào mononuclear cell, hoặc là viêm hạt, mà thường là có các cái đại bào đa nhân. Đó. Thì ta cho rằng là khoảng ít nhất là 3/5 triệu chứng này thì có chẩn đoán xác định là GCA. Triệu chứng của GCA nó như thế nào? Chúng ta cần nắm triệu chứng GCA, bởi vì chúng ta khi mà chúng ta khai thác bệnh sử thì chúng ta chẩn đoán cái bệnh AAION viêm thị thần kinh trước do viêm động mạch thì chúng ta phải khảo sát cái triệu chứng của GCA này, đúng không nào? Thứ nhất là cái cảm giác cứng, căng cứng của da đầu. Thường cái này thì nó ở cùng bên với cái động mạch bị viêm ấy. Rồi bệnh nhân có thể mô tả là khi mà bệnh nhân trải lược chỗ đó nó căng cứng lên, nó nhức. Rồi đau đầu, thường là đau đầu ở một bên, ở cái bên mà nó có viêm động mạch thái dương. Một số trường hợp thì có thể đau ở phía trán, một số trường hợp đau sau đầu, và một số trường hợp thì đau toàn bộ đầu, chung chung. Như vậy thì nói chung mà chỉ cần ghi nhận là có đau đầu là được. Về joint claudication thì cái này là đau do cái thiếu cái tươi máu ở cái vùng hàm. Thì mình học nội khoa thì mình có cái triệu chứng đi lạc cách hồi đó, tức là bệnh lý thiếu máu ngoại biên, thiếu máu động mạch ngoại biên ở chi đó, ở chi dưới đó. Thì cái này tương tự như thế, nhưng mà nó xảy ra ở cái vùng hàm của mình. Cái đau do cái thiếu máu. Thì cái đau này là người ta mô tả là đau giống như chuột rút ở cái cơ cắn này, ở cái vùng cơ cắn, vùng hàm này. Và cái triệu chứng này khá là đặc trưng cho cái GCA. Nếu có cái này chúng ta phải rất là nghi ngờ GCA. Rồi nó có các cái triệu chứng khác không điển hình, ví dụ như chúng ta có sụt cân, sốt, chảy mồ hôi ban đêm, mệt mỏi, có thể là trầm cảm. Rồi một số trường hợp thì nó liệt cả cơ, cơ vận nhãn, cho nên là nó giảm cấp máu của cả cơ vận nhãn, do đó nó có thể gây song thị, và nó đi với, có thể đi với AIOE thì đương nhiên rồi. Để các cái xét nghiệm để chẩn đoán GCA thì thứ nhất là chúng ta phải có cái bộ bi lăng viêm. Bi lăng viêm thì đương nhiên thì chúng ta phải làm ESA, tốc độ lọc máu, và cái C-reactive protein. Thì cái này thì thường là nó tăng. Và trong ESA thì thường nó tăng cao lắm. Trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán ban nãy thì chúng ta sẽ thấy là nó trên 50 là được rồi. Nhưng mà một số sách người ta còn nói là thường cái này nó rất cao, trên 60 mm/1 giờ. Tuy nhiên là cái này nếu không cao thì cũng không loại trừ được bệnh nhân bị GCA, bởi vì có 20% bệnh nhân GCA mà có ESA bình thường hoặc là thậm chí là thấp. Rồi chúng ta phải đánh giá cái công thức máu người bệnh, thì thường là nó sẽ có tăng cái tiểu cầu và bệnh nhân có thiếu máu. Cái thiếu máu này nó không có cái nó đẳng sắc và cái kích thước tế bào nó bình thường nha, chỉ là thiếu máu thôi. Và 1/3 trường hợp thì có cái tổn thương chức năng gan. Các cái tự kháng thể nếu mà mình xét nghiệm ra để mình chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác thì nó đều bình thường hết. Thì chẩn đoán xác định của cái viêm mạch đại bào này thì chính là cái temporal artery biopsy, là cái sinh thiết của cái động mạch thái dương đông này. Và mình có thể làm trong vòng 2 tuần khi bệnh khởi phát. Và các bạn này nhớ, trong vòng 2 tuần bệnh nhân khởi phát này thì bệnh nhân hoàn toàn vẫn có thể điều trị steroid nha. Thì nó không ảnh hưởng đến cái kết quả của cái GCA. Thì khi mình lấy cái sinh thiết của cái động mạch thái dương này, chúng ta phải lấy ít nhất là 2 cm, một số sách nó phải nói 2.5 cm thôi. Và khi mình làm giải phẫu bệnh cái này thì nó có cái sang thương nhảy, tức là có những đoạn động mạch thì nó bình thường, có những đoạn thì nó bị cái sang thương mà được mô tả giống như là trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán năm 1990 của hội thấp Hoa Kỳ đó. Và 15% trường hợp là nó có thể bình thường. Thì khi mà sinh thiết một bên bình thường rồi thì mình có thể chỉ định sinh thiết bên kia. Và trong trường hợp đó có thể 5% dương tính. Các xét nghiệm khác chúng ta có thể làm, ví dụ như là làm siêu âm duplex hoặc là siêu âm Doppler. Thì chúng ta có thể thấy một cái quầng
giảm âm quanh cái động mạch thái dương đông. Thì cái này là cái dấu hiệu của phù của cái thành mạch. Và một số tác giả đề nghị là chúng ta làm cái này thay thế cho việc sinh thiết của cái động mạch thái dương đông. Cái thời gian mà tôi du học ở Pháp á, thì cái việc sinh thiết động mạch thái dương đông này được nội chú mắt thực hiện, cũng như là một số cái thủ thuật khác, ví dụ như là chọc dò dịch não thủy cũng do cái nội chú mắt thực hiện. Tôi đã từng làm cái này rồi, nói chung là không có fun lắm đâu, không có vui lắm đâu. Để bác sĩ mắt thì mổ thì thường là mổ nhỏ thôi, trừ những trường hợp là bác sĩ nào chuyên về các cái bệnh lý hốc mắt hoặc là mổ mí nhiều. Mấy cái này mổ mà mình không cẩn thận nó chảy máu dữ lắm, phải làm đúng chuẩn, đúng quy cách thì nó mới mổ nó mới không ghê. Nói chung là ông nào mà làm vi phẫu về mắt thì nó không thích làm cái này lắm. Rồi chúng ta có thể làm cái ghi các chẩn đoán hình ảnh mà của các mạch máu lớn ngoài sọ. Cụ thể là chúng ta sẽ làm cái hệ thống mạch máu động mạch chủ, các cái phân nhánh của động mạch chủ. Thì như chúng ta định nghĩa ngay từ đầu của cái viêm mạch đại bào này rồi, là cái bệnh này nó hay có cái tổn thương ở cái hệ thống động mạch chủ lắm. Thì chúng ta có thể làm LRA hoặc là làm PET scanning để loại trừ cái gì, cái phình mạch hoặc là bóc tách mạch chủ do cái viêm của động mạch chủ. Và những cái tổn thương này có thể làm bệnh nhân tử vong. Đấy chính là lý do tại sao mà chúng ta phải làm các cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh ngoài sọ là như vậy. Chúng ta có thể chụp cái X-ray, chủ yếu là X-ray hoặc là một MRI của cái khớp vai. Thế thì để chẩn đoán cái thiếu máu thì đến kinh trước do viêm động mạch thì đương nhiên là chúng ta phải xem xét các cái triệu chứng của nó. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý này là chúng ta chẩn đoán gì thì cũng phải nhanh thôi, tại vì nếu nghi ngờ cái này là phải điều trị ngay. Bởi vì trong vòng một tuần lễ chúng ta biết là 1/3 trường hợp là nó bị mắt thứ hai. Và cái bệnh này nếu mà nó bị mắt thứ hai thì bệnh nhân sẽ mù hoàn toàn cả hai mắt. Do đó cái việc mà chúng ta nếu nghi ngờ chúng ta phải điều trị sớm là chuyện cực kỳ quan trọng. Do đó cái dấu hiệu lâm sàng để chúng ta nhận diện nó là chúng ta phải thuộc nằm lòng. Về mặt tuổi tác thì bệnh nhân lớn tuổi rồi, thường cái bệnh nhân này lớn tuổi hơn là NAION tầm khoảng bệnh nhân trên 70, 80, và nó có ưu thế ở nữ giới, hay gặp nữ giới. Bệnh nhân tương tự là có cái mờ một mắt trước, mờ một mắt đột ngột và có đau, mờ mắt đột ngột và có đau nhức. Và thường cái mờ mắt này nó sẽ trước đó bệnh nhân đã có những cái lần mà giảm thị lực thoáng qua, người ta gọi là amaurosis fugax. Một số trường hợp bệnh nhân có mô tả là bệnh nhân bị song thị trước đó, trước khi mà cái mờ một mắt đột ngột trầm trọng và có kèm theo đau quanh hốc mắt là như vậy. Rồi triệu chứng chúng ta khám được là gì? Thứ nhất là thị lực giảm trầm trọng. Những bệnh nhân bị AAION này thì được giảm rất là nặng, nhiều khi chỉ có bóng bàn tay thôi. Và cái tổn thương thị trường nó cũng theo cái biên độ ngang này, cái kinh tuyến ngang này. Và tùy thuộc vào nó tổn thương cái nhánh nào mà cái kinh tuyến này nó sẽ thay đổi, đúng không nào? Ở đây chúng ta có hình ảnh phù gai và nó đi kèm với cái tổn thương cái thị trường theo kinh tuyến. Và một cái đặc trưng của cái bệnh lý này là cái phù gai của nó là có màu trắng như là phấn. Thì cái màu ở đây thì chúng ta nhìn không trắng không như phấn lắm, nhưng mà hình sau thì chúng ta sẽ thấy. Rồi có thể đi kèm với cái tắc động mạch mi võng mạc. Và chúng ta biết động mạch mi võng mạc thì là động mạch nó xuất phát từ động mạch mi sau. Đó là khi tắc từ động mạch mi sau thì có thể đi kèm với tắc động mạch mi võng mạc. Và chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi thì chúng ta có cái teo cái thị thần kinh trầm trọng, tức là cái thị thần kinh nó teo lại và nó trắng bóc. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh phù gai mà nó có hình ảnh giống như là phấn, chalky white, trắng như phấn, và có thể chúng ta thấy cái xuất huyết trên bề mặt. Bệnh nhân này thì ngoài cái phù gai đó còn có đi kèm với tắc cái nhánh gì? Tắc cái động mạch mi võng mạc. Và chúng ta biết là tầm khoảng 20% bệnh nhân sẽ có cái động mạch mi võng mạc. Và nếu mà tắc thì chúng ta thấy cái triệu chứng nó đi kèm luôn là phù gai trắng như là phấn đồng thời với cái phù do cái vùng cấp máu của động mạch mi võng mạc ở đây. Chụp ảnh hình quang thì chúng ta sẽ thấy gì, cái vùng cấp máu, cái nhánh nào nếu mà nó tắc một cái nhánh của cái động mạch mi sau thì cái nhánh cung cấp cho hắc mạc ở vùng nào thì nó sẽ thiếu máu ở cái vùng đó.
Rồi các cái kiểu thể hiện khác nhau của cái AAION này là gì? Chúng ta có đơn giản là chỉ có tắc cái động mạch mi võng mạc thôi, hoặc là tắc động mạch mắt. Do đó là khi mà tắc động mạch mắt thì chúng ta cũng phải kiểm tra các cái triệu chứng xem là có cái viêm mạch đại vào hay không. Bởi vì cái động mạch mắt này và cái động mạch mi sau thường có thể là nó xuất phát từ một cái nhánh chung, một cái thân chung từ động mạch mắt, và cái dấu hiệu của nó sẽ là làm giảm cái tuần hoàn. Ngoài cái chuyện tắc hệ thống mạch máu động mạch rồi thì nó còn cái hiện tượng giảm tươi máu của cái hạng mạc nữa. Đấy. Cái hội chứng thiếu máu nhãn cầu nó có thể xảy ra do tắc cái động mạch mắt, nhưng mà cái trường hợp này nó hiếm thôi. Rồi chúng ta có thể gặp ở cái thể là hội chứng giả Foster Kennedy. Thế hội chứng thật Foster Kennedy là gì? Hội chứng thật đấy là do một thường là một khối chèn ép ở cái vùng trán, mà nó sẽ gây là gì, teo cái gai thị ở cùng bên, và do chèn ép và nó gây phù cái gai thị bên kia do tăng áp lực nội sọ. Thế còn trong cái arthritic AION thì nó có thể gây giả cái trường hợp đó, đó là do bị AION một bên rồi. Đợt trước nó gây teo cái thị teo gai thị bên đó, và lần này người ta bị mắt thứ hai thì nó gây phù bên này, thì nó gần giống như là cái hội chứng Foster Kennedy, nhưng mà nó là hội chứng giả thôi, pseudo Foster Kennedy syndrome. Một yếu tố nguy cơ mà nó có thể đi kèm với cái AAION này mà như ban nãy tôi trao đổi đấy chính là PMR, polymyalgia rheumatica, tức là đau đa cơ dạng thấp. Cái này đau đa cơ nha, chứ không phải đau khớp. Polymyalgia rheumatica, viêm đa cơ dạng thấp. Thì cái này nó gây đau và cứng của các cái vùng cơ gần trục cơ thể của mình. Ví dụ như là vùng vai, vùng cơ nhị đầu. Và thường là khi mà ngủ dậy thì nó nặng hơn. Và cái bệnh lý này đặc trưng là đáp ứng rất là tốt với điều trị steroid, và cụ thể là prednisolone, và liều cũng thấp thôi, 15-20mg thôi. Người ta thấy rằng là những bệnh nhân bị viêm mạch đại bào á, GCA á, thì 50% bệnh nhân này thì có cái polymyalgia rheumatica ở cái thời điểm chẩn đoán rồi. Và 20% bệnh nhân á, mà có GCA, tức là viêm mạch đại bào mà chưa có PMA á, thì sẽ có tiến triển có PMA về sau. Về mặt tiên lượng của AAON thì phải nói là cực kỳ xấu, tức là cái tổn thương thị lực này không hồi phục, tổn thương thị lực trầm trọng và không hồi phục. Và cái điều quan trọng là gì? Là bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ về mạch máu rất là cao, tức là bệnh nhân có thể tử vong bởi các bệnh lý do các cái tai biến về mạch máu, ví dụ như là nhồi máu cơ tim này, đột quỵ này, rồi bóc tách động mạch chủ, vân 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 vân. Những cái này có thể gây hoặc là vỡ phình động mạch chủ, vân vân. Những bệnh nhân này có thể tử vong. Và điều trị thì đương nhiên là đối với bệnh mắt của chúng ta thì là chúng ta phải phòng ngừa cái chủ yếu chúng ta là phòng ngừa cái hiện tượng này xảy ra ở mắt thứ hai, và phòng ngừa những cái nguy cơ mạch máu toàn thân. Và đương nhiên là cái chuyện này phải có sự tham gia của bác sĩ nội khoa, rất là quan trọng. Cho dù là chúng ta điều trị tốt, điều trị chuẩn, thì đến 25% trường hợp có điều trị rồi nó vẫn bị ở mắt bên kia. Do đó bệnh này phải nói một cái chữ là devastating, kinh khủng, hủy hoại, kinh khủng. Về phác đồ điều trị thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều sách vở, và chúng ta thấy là cái quan trọng ngay từ đầu là việc sử dụng steroid đường truyền với liều cao. Đấy là điều rất là quan trọng. Và những bệnh nhân này phải cần được theo dõi theo thời gian bởi cả bác sĩ nhãn khoa cũng như là bác sĩ về nội khoa, để ngăn ngừa cho họ những cái biến chứng về mạch máu mà có thể gây tử vong. Hy vọng là các bạn đã tìm thấy được những thông tin hữu ích trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy thích tôi làm những video như vậy thì đừng quên like, share, subscribe, đăng ký nha. Và nhớ bấm nút chuông để khi mà tôi làm video mới thì các bạn có thể được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Goodbye for now.